Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9,99 đồng trong 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Trọng kính chào quý khán thính giả đến với chương trình SBTN Morning với Đỗ Dzũng và Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ Tư, 7 tháng 10 năm 2020. Xin chào anh Đỗ Dzũng. Chào Mai Phi Long, kính chào khán giả SBTN. Ngày hôm nay chúng tôi có nhiều chương trình tin tức rất là sôi nổi và sẽ cố gắng trình bày cùng quý vị. Nhưng mà trước hết có một tin breaking news là ở bên Việt Nam, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, một tác giả một số sách nổi tiếng và người đấu tranh rất là nổi tiếng, vừa bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam bắt tối ngày thứ Ba ở tại quận 3, Sài Gòn. Nhiều Facebooker đưa cho biết tin này, cũng như báo Thanh Niên ở trong nước cũng xác nhận cái tin này. Theo tin báo Thanh Niên á, thì nguyên văn của họ đăng rất là sơ sài và chúng tôi không thấy báo nào khác đăng, chỉ báo Thanh Niên đăng mà thôi. Thì theo báo Thanh Niên cho biết là tổ công tác của Công an Hà Nội cùng các đơn vị phối hợp đã bắt Phạm Thị Đoan Trang tại một địa chỉ ở quận 3. Là theo tin từ Bộ Công an, Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội đã chủ trì phối hợp một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Sài Gòn thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét khẩn cấp đối với bị can Phạm Thị Đoan Trang tại địa chỉ phòng 6 lầu 1 số 372 xuyệt 36 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 10, quận 3, Sài Gòn. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Phạm Thị Đoan Trang, 42 tuổi, hộ khẩu thường trú phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội, hiện ở tại phường 10, quận 3, Sài Gòn, về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 88 Bộ luật hình sự 1999, và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định tại điều 117 Bộ luật hình sự 2015. Viện Kiểm sát Hà Nội đã ra quyết định phê chuẩn quyết định Cơ quan An ninh Điều tra Hà Nội với bị can Phạm Thị Đoan Trang. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra vụ án. Đó là các bản tin của báo nhà nước ở trong nước. Nhưng mà bản tin của chúng tôi ở các báo khác và trên Facebook thì cho biết là theo cô Phạm Thanh Nghiên, cũng là một nhà đấu tranh, bạn của Phạm Thị Đoan Trang, thì một ngày sau khi Phạm Đoan Trang bị bắt hôm 7 tháng 10, cũng là ngày thứ Hai, cũng là phiên cuối diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-Hoa Kỳ. Có nghĩa là cô bị bắt ngay trong lúc mà có cái phiên đối thoại nhân quyền với Việt Nam-Hoa Kỳ. Vẫn theo trang này thì Phạm Đoan Trang bị cáo buộc làm tàng trữ, thì chúng tôi nói rồi. Cô Phạm Thanh Nghiên cho biết trong nhiều lần tâm sự, tôi và Đoan Trang đều đề cập đến chuyện cô ấy sẽ bị bắt. Vấn đề là vào thời điểm nào mà thôi. Trang luôn tỏ ra bình thản, điều lo lắng lớn nhất là về mẹ cô ấy, bà cụ đã 80 tuổi và xa con suốt 3 năm nay. Và cô Phạm Thị Đoan Trang đã từng nói với cô Phạm Thanh Nghiên như sau: tôi chưa tù mà đã lấy mất của mẹ tôi những 3 năm rồi ông ạ. Ông ạ là cách gọi hai người nói chuyện với nhau. Đó là cái điều dây dứt và khổ sở. Cô Phạm Thanh Nghiên cũng như nhiều người và ngay cả Phạm Đoan Trang cũng hiểu chuyện cô bị chế độ Hà Nội bắt vào tù để trả thù cho những chuyện cô làm chống chế độ Cộng sản là điều khó thoát. Cô Phạm Thị Đoan Trang năm nay 42 tuổi, là một blogger nổi tiếng khi chưa có Facebook và trở thành một Facebooker có hàng ngàn người theo dõi qua các bài viết sắc sảo về tình hình thời sự Việt Nam. Từng làm phóng viên cho một số báo nhà nước trước khi tham gia đấu tranh dân chủ hóa đất nước. Cô được coi như cái gai trong mắt của chế độ Cộng sản Việt Nam. Và cách đây hơn một năm, cô để lại một bức thư đề ngày 27 tháng 5, 2019 cho bạn bè trong giới đấu tranh với tựa đề Nếu tôi có đi tù, và vừa mới được bỏ lên Facebook ngày hôm qua. Ngay dòng đầu tiên bức thư, cô Đoan Trang viết: không ai mong muốn phải ngồi tù, nhưng nếu nhà tù là chỗ tất yếu, ai đấu tranh cho tự do cũng phải đến, và nếu vào tù là để thực hiện một mục đích nào đó ta đã định trước thì ta nên đi tù. Trong bức thư, cô cũng lưu ý là xin chăm sóc mẹ tôi dùm, đừng để mẹ tôi nghĩ hai mẹ con đang đơn độc. Công an đã đe dọa các anh trai và chị dâu tôi rất nhiều, xin bảo vệ họ. Tôi sẽ không nhận tội, không xin khoan hồng, cho nên mọi điều công an nói hoặc làm là có thể khiến dư luận tin tưởng như vậy thì điều đó là bịa đặt, lừa dối. Và trong thời gian suốt 3 năm qua, cô Phạm Thị Đoan Trang cũng đã phải thay đổi chỗ ở liên tục, tránh né sự săn đuổi của công an. Và cô từng bị đánh đập nhiều lần rất là dã man, cuối cùng thì bị bắt. Cô là tác giả của những tập sách Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tù, Politics of a Police State, Cách làm cách mệnh, tất cả đều in lậu tại Việt Nam và phát hành lén lút. Thì đó là cái câu chuyện blogger nhà đấu tranh Phạm Thị Đoan Trang vừa bị bắt ở tại Sài Gòn tối ngày hôm qua, tức là khoảng cỡ mà tầm chiều. Thưa quý vị, thì đó là cái tin không vui cho giới đấu tranh trong nước. Và chúng ta cũng biết là như cô Phạm Thanh Nghiên đề cập đó, là cô Phạm Thị Đoan Trang bị bắt ngay cái lúc Việt Nam và Mỹ đang nói chuyện nhân quyền. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai, nếu quý vị để ý đó, là thường thường trước các đại hội đảng và các sự kiện lớn của đảng là công an họ đi ruồng bắt những cái người mà đấu tranh. Có hai điểm trong đây. Thứ nhất là họ muốn tạo sự ổn định. Thứ hai là ngành công an lập công. Đó là cái nhiệm vụ của họ làm, mà nếu chúng ta để ý theo dõi thời sự Việt Nam từ trước giờ nó vẫn là như vậy. Thưa anh Lộc, một chi tiết nữa không biết có phải là một trong những nguyên nhân hay không, thì thưa quý vị, vào khoảng chừng hồi 2 ngày cuối tháng 9 thì cô Phạm Đoan Trang và có viết trên trang Facebook, cô và một số bạn bè có viết về những chuyện mà công an tấn công vào cái xã Đồng Tâm, cho quý vị cũng nhớ câu chuyện này. Vâng. Thì không biết đây có phải là một trong những lý do là nó đổ dầu thêm lửa đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, họ làm vì lý do đó hay không thì chúng ta không biết. Nhưng mà như anh Dũng vừa nói thì chúng ta có cũng khá nhiều lý do. Và cái chuyện mà tường thuật của các tờ báo trong nước về chuyện đi bắt cô Phạm Đoan Trang, tôi giống như là đi bắt một băng cướp bí mật. Cô này cũng đâu có phải là cổ sống lén lút phải không Dũng? Cho nên cái chuyện đi bắt mà diễn tả giống như là phải đi rình mò thì phải nói rằng là cái chuyện có thể là các nhà báo họ viết hơi quá lời. Thực ra cô Phạm Thị Đoan Trang là cái gai trong mắt của chế độ Hà Nội. Và chúng ta biết cô đấu tranh bất bạo động. Cô chỉ dùng những cái lời lẽ của mình, những cuốn sách của mình, những ngòi bút của mình viết ở trên mạng. Và tôi biết cô đã từng qua Mỹ, tôi gặp cô bên Mỹ này. Và nếu tôi nhớ không lầm, hình như đài SBTN có mời cô lên phỏng vấn rồi thì phải. Tôi không chắc lắm, nhưng tôi nghĩ là chắc là có, bởi tôi có gặp cô bên này. Khi mà cô qua bên này thì trong chốn riêng tư tôi cũng được biết là có nhiều người kêu cô là nên ở lại, mà cô nhất định không ở lại. Cô bảo là cô về Việt Nam, cô đấu tranh và chấp nhận bị bắt. Và như chúng tôi nói quý vị đó, cô Phạm Thanh Nghiên cho biết là cô Phạm Thị Đoan Trang từng bị đánh đập nhiều lần. Phạm Thanh Nghiên thì cũng đã từng bị ở tù và thả ra. Và bây giờ người ta đang lo là có thể người kế tiếp là cô Phạm Thanh Nghiên. Đó là những cái người mà chế độ Cộng sản Việt Nam họ rất là khó chịu, đặc biệt là công an. Và như chúng tôi nói là gần đại hội đảng, họ muốn làm sạch sẽ, đó là lúc nào cũng vậy cả. Thì đó là tin liên quan đến cô Phạm Thị Đoan Trang, một blogger, một nhà đấu tranh vừa bị bắt ở bên Việt Nam, thưa anh Long. Vâng, đó là chuyện Việt Nam. Và chúng ta sang qua những cái chuyện mà đáng chú ý tại Hoa Kỳ, thưa quý vị. Trong những ngày vừa rồi thì tất cả hầu như là dân chúng Hoa Kỳ cũng đang chờ đợi sẽ có cái số tiền cúng quy kinh tế hay không, sẽ có cái check 1.200 stimulus, thì chúng ta quen thuộc với cái từ này. Thì cái check 1.200 đó thì có vẻ đêm ngày hôm qua nó có quá nhiều những cái tín hiệu lẫn lộn về cái sự kiện này. Tổng thống Donald Trump ra những cái lệnh rất là trái ngược với nhau. Và trong cái chuyện này thưa quý vị cũng biết rằng là trong suốt cả chừng 2 tháng này thì bên phía Tòa Bạch Ốc và bên phía Dân Chủ là thảo luận với nhau chuyện này liên tục. Và trong ngày hôm qua vào buổi sáng thì chúng ta nghe nói là ông Steve Mnuchin và bà Nancy Pelosi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ. Và bên chuyện này bây giờ lại Tổng thống Donald Trump ra một cái tweet, mọi chuyện là nó thay đổi hoàn toàn sự việc. Thì Tổng thống đưa ra cái tweet nào và chuyện gì nó xảy ra ngày hôm qua nữa về cái chuyện này anh Dũng? Thưa quý vị, ngày hôm qua thì khoảng trưa ngày hôm qua, Tổng thống Donald Trump bất ngờ tweet ra cho biết là ông ra lệnh cho tất cả phụ tá của ông ngưng, không có thương thuyết bên phía Dân Chủ nữa và sẽ đợi qua cuộc bầu cử. Đó là cái điều ông tweet ra như vậy. Ông tweet ra như sau là tôi đã ngưng tất cả các cuộc thương thuyết và đợi sau ngày bầu cử. Sau khi mà tôi thắng thì lúc đó thì chúng ta sẽ tiếp tục. Đó là cái tweet đầu tiên của ông như thế. Và đương nhiên sau khi ông tweet cái này ra thì thị trường chứng khoán phản ứng liền. Dow Jones xuống hơn 400 điểm. Và các cái người mà ngay cả trong Đảng Cộng Hòa cũng đều phản ứng là không hiểu tại sao Tổng thống Donald Trump làm như vậy. Và các nhà tài chính thì gãi đầu gãi tai, ông này chẳng khác nào tự mình bắn vào chân mình. Là bởi vì sao? Hiện nay cả hàng chục triệu người đang bị thất nghiệp, Covid-19 vẫn đang hoành hành, hơn 200.000 người Mỹ chết, hơn 7,5 triệu người bị nhiễm bệnh. Và nền kinh tế đang bị trì trệ. Nhiều người mong chờ vào số tiền 1.200, cũng như những người mà thất nghiệp mong chờ vào số tiền 600. Nói chung là kinh tế nó rất là tệ hại. Và ngay cả ngày hôm qua, ông Jeremy Powell, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương, cũng tuyên bố là tình trạng kinh tế của Mỹ sẽ đi xuống lâu dài, bởi vì bây giờ nó chưa phục hồi kịp, bởi vì cái Covid-19, và ông đang lo sợ là vào mùa thu này, khi mà cúm nó trở lại với lại Covid, hai thứ nó rất nguy hiểm. Và ông nói, ông cũng kêu luôn là chúng ta phải nên bơm tiền vào thêm nữa, và ông khuyến cáo là phải có thông qua cái dự luật cứu nguy kinh tế. Thì sau khi ông nói vậy thì ông Trump ông phang ra cái bà con hết hồn luôn, không hiểu tại sao cả. Nhưng mà đến 7 giờ tối thì ngài lại đổi ý, ngài tweet ra như sau: nếu tôi mà được gửi cái check, cái dự luật mà chỉ có 3 chuyện thôi. Thứ nhất là stimulus check là 1.200, quý vị thấy trên màn hình nó có tweet ông gửi ra, thì tôi sẽ gửi cho người dân Mỹ tuyệt vời ngay lập tức, và tôi sẵn sàng ký cái check này. Are you listening, Nancy? Tức là ý ông nói là bà Nancy, bà có nghe không? Đó là cái tweet Tổng thống Trump gửi ra tối ngày hôm qua. Và trong cái tweet này, và sau đó ông tweet ra liên tục nữa, ông ủng hộ là đưa thêm 25 tỷ đô la cho ngành hàng không, cũng như 135 tỷ đô la để giúp các doanh nghiệp nhỏ. Đó là 3 cái điều khoản mà ông yêu cầu trong cái dự luật mới này. Tức là bà là, bây giờ nếu bà gửi cho tôi, trong cái dự luật này chỉ có 3 chuyện thôi: 1.200 cho người dân, 25 tỷ đô la cho ngành hàng không, và 135 tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhỏ. Thì sau khi Tổng thống tweet ra như vậy đó, bà con không biết như thế nào luôn. Thì sáng nay á, Dow Jones lên lại 450 điểm. Đó. Thì thưa quý vị, nhiều người cho rằng là ông có vẻ như lấy 1.200 rồi ông nhử, ông nhử bà con. Thì thực ra 3 cái điều khoản này là nó không nằm ở trong cái dự luật, nó có nằm trong cái dự luật của bên Dân Chủ và bên Tòa Ốc, nhưng mà nó còn nhiều điều khoản khác mà bên Dân Chủ đòi hỏi, ví dụ như tiền trợ cấp cho các tiểu bang đó, và một cái điều khoản nữa là không được kiện các cho các tiểu bang, cũng như là người ta đang tranh cãi là công nhân và nhân viên có được quyền kiện cái công ty của mình hay không. Đó là những cái điều khoản mà chính mà hai bên chưa có dàn xếp nhau được. Và chúng ta cũng biết là bà Nancy Pelosi đòi là 2.200 tỷ, bên Tòa Bạch Ốc chỉ đồng ý 1.600 tỷ mà thôi. Mà đó là bên Tòa Bạch Ốc đồng ý 1.600 tỷ, chưa chắc bên Thượng viện đồng ý 1.600 tỷ đó, bởi vì Thượng viện chưa có tiếng nói gì trong chuyện này. Thì nó đang bị khúc mắc như vậy, đang kẹt vậy. Thì ngài là buổi sáng ngài bảo là thôi không có nói chuyện gì nữa, để qua bầu cử. Tối ngài lại đổi ý, thì ngài lại nói là chỉ cần 3 thứ thôi. Và sau đó ông cũng cho biết là có vẻ như là bây giờ ông prefer, tức là thích là gì, làm từng miếng một, thay vì một cái dự luật 2.200 tỷ như bên Dân Chủ đòi, hoặc bên ông đòi ngài 600 tỷ. Thì ông muốn là chặt nhỏ ra, cứ từng miếng vậy. Ví dụ một cái điều khoản là mấy trăm tỷ, rồi kia mấy trăm tỷ, làm từng cái một. Nhưng mà cái đó thì có lẽ là bên Dân Chủ họ không chịu, họ muốn có một cái gọi là một lúc luôn. Và có lẽ là bên Cộng Hòa cũng muốn như vậy. Nhưng mà đó là cái chuyện gây tranh cãi. Và cái chuyện mà một ông Tổng thống tuyết tới, tuyết lui như vậy, làm thị trường trao đảo, làm thế giới trao đảo, làm cho bà con gãi đầu gãi tai. Nó có ý nghĩa gì trong chuyện này? Xin quý vị đừng rời màn hình SBTN. Chúng tôi sẽ trở lại và giải thích cho quý vị sau phần thông tin thương mại. Tem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 trong 1 tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.